Em mới gọi nãy hả em? Không à.
Hay đâu. Hello. Thank you.
anh như thế, nhưng chị hết đau rồi Huyền, anh rồi. Nhưng chị hết đau rồi. Sáng nó quẹo ruột rồi đó. Anh đau đến nỗi mà em không thử được một cái vít gì luôn chị ơi. Vít mặn ngọt chua cay gì luôn á. Anh cũng bấm, em bật cái đèn để dùng chị xíu. Quay phía bên chị Loan này, quay sang đây. Đúng không, xuân xíu, thấp xuân xíu. Xíu xì. Nếu mà vô đi cũng phê. Trước mà em mà gặp em mấy cái này em quay hết đó chị Loan. Em còn có xì. Đại mặt chị biết chắc là hắn bay rồi mà vẫn cứ đè đúng không? Ừ, biết là hắn bay nhưng mà không nghĩ là nó bay nhiều. Cái hướng thì 180 độ. Không biết được ngoái luôn. Đại mà không biết đường mua đây này. Quay là cứ thích về những cái đoạn mà chị có rất sợ chị lấy không được, sợ lăn á, đúng mắc cười luôn.
sáng trừ quay quay người kia thấy tiếng hơn luôn. Máy pin một còn nữa. Quay chi đó kìa, quay một đá tiếng 15 phút á. Chưa nó phát được tiếp mấy lần, 3 lần. Máy pin mà không chịu nổi. Cơm níu níu không nổi á. Con yeah. Thở. Em sẽ cắt con đi. Ông nhắn tin đi lần đầu biết ông đi hay không bên cạnh. Rồi. Ừ. Nãy có một ông nhắn tin là kêu đi lần đầu á, biết ông đi hay không kia. Như cô bên ấy á. Không biết mà. Như hai người mà. Em đi lần đầu em. Dạ. Em hả? À. Ừ, lần trước đó là ở bên cơ sở 1 ấy. Ừ. Chắc ông lại gọi lên. Không phải, em không có gọi. Em tới làm luôn chứ không có. Đúng rồi, vô làm luôn. Không có gọi trước luôn.